kêu gọi Tổng thống Trump cứu dân dân chúng tôi, vì nhân dân chúng tôi đến cấm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cứu để mà cứu dân chúng tôi, để trả đất trả nhà dân chúng tôi. Cứu Nguyễn Xuân Phúc bao nhiêu năm nay rồi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắm mắt làm ngơ nhân dân chúng tôi, nhanh đi nhân dân chúng tôi đến Đại sứ quán Hoa Kỳ kêu gọi Tổng thống Trump để mà cứu lấy dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam chúng tôi được quá khổ rồi, bị cướp đất cướp nhà, cướp cả tự do quyền con người. Nhân dân chúng tôi được quá khổ rồi, cho nên dân chúng tôi là đến đây yêu cầu Đại sứ quán Hoa Kỳ, Đại sứ Hoa Kỳ đã cứu lấy Đại sứ quán Hoa Kỳ, Tổng thống Trump, 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 cứu dân Việt, Tổng thống Trump, cứu dân Việt Nam, 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 Tổng thống Trump, cứu dân Việt Nam. Cho bà con chúng tôi vô ngồi đây để mà coi như là đại sứ Hoa Kỳ. Không, không, chúng tôi đứng đây. Không, đứng hẳn luôn, hẳn dưới. Không, trong đây này. Nhân dân chúng đứng đây cho nó gần cái đại sứ quán Hoa Kỳ đã cứu dân Việt Nam chúng tôi. Trong đó có gia đình của anh nữa, cho không phải là coi như cứu dân Việt Nam chúng tôi riêng về chúng tôi không đâu, anh đừng có phân biệt. Chúng tôi đứng đây là đất, cái này cái đất của Việt Nam. Mà đại sứ Hoa Kỳ đứng đằng này, chúng tôi được quyền đứng đây đã kêu gọi, bởi vì nhân dân chúng tôi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi Thủ tướng bao nhiêu năm nay, kêu gọi Thủ tướng cứu Thủ tướng đã cứu lấy dân quan chúng tôi, mà nhân mà Thủ tướng nhắm mắt làm ngơ. Nhân vậy, nhân vậy là chúng tôi đến đây cầu cứu đại sứ quán để cứu dân Việt Nam chúng tôi, bị dân Việt Nam chúng tôi đang dân đang công sản cướp đất cướp nhà dân chúng tôi, không phải nhà dân chúng tôi đến làm gì. Bây giờ không giải quyết, chúng tôi đến đây đại sứ là cho chúng dân dân chúng tôi trị nạn, cho nhân dân chúng tôi là trị nạn. Ở đây hét cái gì? Đây không ai hét. Đây không ai hét. Nhưng mà chúng tôi đến đây là cầu cứu đại sứ quán cứu lấy dân Việt Nam, chứ không chúng tôi lại nói hét làm gì. Chúng tôi quá khổ rồi. Chứ chú đừng có dọa. Không dọa thì cứ bắt lên. Bắt lên luôn đi. Tôi hẳn xuống dưới được. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu dân Việt Nam. Tổng thống Trump, 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 nhân dân Việt Nam chúng tôi bị đám dân đàn
những trung phúc, kêu gọi cầu cứu những trung phúc để chỉ đạo trả đất trả nhà nhân dân chúng tôi. Đến bao nhiêu năm rồi, cả người mười mấy ngày mấy chục năm rồi, mà tại sao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắm mắt làm ngơ nhân dân chúng tôi? Nhân dân chúng tôi biết đi đâu, về đâu đây? Nhân dân chúng tôi tát đại sứ quán, tên đại sứ quán, cầu cứu đại sứ quán, yêu cầu Tổng thống Trump cứu lấy dân Việt Nam. Bị dân Việt Nam bây giờ quá khổ rồi, nhân dân chúng tôi phá khổ. Nói chung là dân Việt Nam, nói riêng là dân ngon ba miền chúng tôi quá khổ, chịu đánh nuốt cây rồi, chịu sống cảnh bằng trời chiêu đất. Cho nên nhân dân chúng tôi đến đây cầu cứu đại sứ quán Tổng thống Trump để cứu lấy dân Việt Nam chúng tôi. Tổng thống Trump, 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 giờ đứng đây chỗ đây cũng được. Ở đây bảo vệ cũng bỏ ra ngoài. Cái bảo vệ ở đây là chỗ này cũng bảo vệ. Bảo vệ là các anh bảo vệ chung hết cả nước Việt Nam, không riêng bảo vệ cái chỗ này. Cái chỗ này là cái chỗ coi như dân dân chúng tôi được quyền đứng, được quyền ngồi, được quyền tự do trong dân chúng tôi. Tại sao cho đây là coi như dân dân chúng tôi mất quyền tự do? Đến đây là mất quyền tự do, chúng tôi được quyền tự do đứng đây. Các ông tại sao được quyền tự do đứng mà nhân dân chúng tôi không được tự do? Nhân dân chúng tôi cái tự do đâu? Tự do nhân dân chúng tôi ở đâu? Ông cứ vào trong cửa, còn ông ngoài là người của người dân. Chứ ông làm gì đụng đôi, ông dê rồi hả? Làm gì? Ông dê rồi hả? Ông làm mấy dây mà dê mời nhân dân chúng tôi. Ông được quyền gì mà mời? Cái đây là coi như đại, rồi đây là coi đại đức bình đẳng. Một người dân chúng tôi có được quyền tự do đứng đây. Có quyền tự do, nhân dân chúng tôi chưa mất quyền tự do. Thì ông cho cái tay dừng dừng ở đây. Ông đây nó động, ông đừng làm vậy. Ông đừng làm cái thái độ đấy. Ông làm gì đụng với mình? Ông cái giá gì đụng với mình đâu? Ai nhúng vô cái tay người ta dừng cái tay ta đụng nha. Ai gì đụng với mình ông chị? Ở ngoài sân cũng làm việc hả? Không phải vậy. Tại sao các ông ở đây là quyền tự do không? Chúng tôi đứng ở đây. Điểm ở đây đứng đây à? Chúng tôi được quyền đứng ở đây. Không ai được cho các ông vô đây này. Các ông đánh đây, các ông đánh căng dân đây, đánh căng cái gì căng dân đây. Chúng tôi được quyền đứng chỗ này. Không, tôi không có giúp ở đâu. Ai giúp nhân dân chúng tôi đại sứ chúng tôi được quyền đứng. Chúng tôi được quyền đứng, các ông được quyền đứng. Làm đường, bây giờ tôi đứng đi rồi. Cái làm đường nó như vậy kia. Ra làm đường, bây giờ dân chúng tôi ra làm đường đứng. Cái đó ông được quyền gì mà ông đuổi tôi? Dân chúng tôi. Nhân dân tôi cũng được quyền tự do hay là nhân dân tôi mất tự do? Nếu mà nhân dân tôi mất tự do, đến đây tôi đòi tự do. Rồi cứu dân Việt Nam, cứu lấy 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 dân Việt Nam. Đã đến nhà cầm quyền đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Minh Liêm, chủ tịch tỉnh Bình Dương, lạm dụng chức vụ quyền hạn siêu sư. Đã đạt Trần Minh Liêm, đã đạt Trần Minh Liêm. Tại sao mà cái nhân dân chúng tôi đứng đây là coi như cái đuổi nhân dân? Nếu mà là nhân dân chúng tôi đã mất cái tự do, chúng tôi đến đây cầu cứu Tổng thống Trump cứu cái tự do lại cho nhân dân chúng tôi. Chứ tại sao nhân dân chúng tôi là mất cái tự do, không đứng chỗ nào được, không qua cho chỗ nào được, chỗ nào cũng đuổi? Nhân dân chúng tôi là người mất đất mất nhà. Nhân dân chúng tôi Việt Nam chúng tôi là bảo vệ được đất nước. Các ông không bảo
về đất nước đâu. Giải quyết giúp đỡ cho dân miền chúng tôi, dân miền nước Việt Nam chúng tôi, được nghe không? Bắt sống Việt Nam. Ở miền nước Việt Nam chúng tôi đã viên đạn cộng sản trên tài sản của dân Hoa Kỳ, cho dân chúng tôi phụ thở ở đất mùi đường xa chợ đây. Nhờ ông Liên Hợp Quốc đỡ cho dân miền Nam chúng tôi, bắt sống Việt Nam đây. Ông Trần Nam. Nhân viên huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long không có đứng sang bên nào. Nếu bà con đứng đây chút xíu, bây giờ khô quá con, sống nó nhắm như này như cô đã tình nguyện áp một khô á. Cho nên là cô nhớ là cần cô đưa cô con cô nói người thập điệp thật không bao giờ sợ, cho nên không phải nó không bao giờ dơ dơ tính. Cứ là hẹn đầy hẹn bao hẹn đầy nó dơ tính. Thôi cô từng đây nó từng sâu, tôi từng lần lúc tôi bà cũng rào không, cô mới ra từ đây nữa. Khổ lắm, chứ không phải là trước đây khổ thế này. Để cho đảng viên đảng sản xuất tài sản của dân chúng tôi, chúng tôi mới đến đây. Chính thà cô hy sinh cho đất nước, để làm cái gì cho quốc gia, chứ không phải là đất. Thế này là đêm phân lô cướp, đêm phân lô bán nền, là ít nhóm. Mà vì sao mà chúng tôi ra đây, mấy chú cũng không cảm chúng tôi, để chúng tôi kêu gọi. Vì anh ở trên trung ương này không giải quyết chúng tôi, chúng tôi nhờ ông trong này để Liên Hiệp Quốc để giúp cho chúng tôi đỡ một cuộc sống yên lạc. Chứ chúng tôi không muốn gì cả. Cảm ơn Trâm. Không ăn cướp chúng tôi. Cứu dân Việt Nam. Cảm ơn Trâm. Cứu dân Việt Nam. 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 Cứu dân ngon 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 Việt Nam. Cứu dân 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 Việt Nam. Yêu cầu đại sứ quán Hoa Kỳ cứu dân Việt Nam. Yêu cầu. Yêu cầu đại sứ quán Hoa Kỳ cứu dân Việt Nam. Cứu dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam chúng tôi yêu cầu đại sứ Hoa Kỳ Tổng thống Trump cứu lấy những người dân Việt Nam chúng tôi, bị vì dân Việt Nam chúng tôi sống cảnh màn trời chiếu đất, không nhà không cửa, không quần không áo bận, coi như là cướp sạch, cướp không còn cái gì hết. Như chẳng hạn gia đình tôi mất 4 giờ sáng đưa lực lượng cưỡng chế đánh 350 đến 400 người, bắt gia đình chúng tôi nhốt để cướp đất cướp đồ, phân lô bán nền cho đảng viên đảng cộng sản ở xã Cát Khánh, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định. Như vậy nó coi như cái công bằng không? Cái văn minh chỗ nào mà đi bắt dân mà nhốt? Cướp đất cướp nhà của tôi đây, cướp cái đất cướp nhà, mất 4 giờ sáng đi cướp. Đưa lực lượng lên 350 đến 400 người cướp gia đình chúng tôi. Bắt gia đình chúng tôi đem nhốt, cho trường cấp 1, cấp 2 nhốt gia đình chúng tôi. 6 giờ kém 15 hô các đồng chí lên xe để đúng giờ hành trình. Thành phải thối nát, đồ phải thối nát hèn với giặc mà ác với dân không? Phường động cơ như đảng viên đã cầm sẵn trên tài sản của dân trên nhà an, bây giờ bắt chúng con khổ thế này, yêu cầu Liên Hiệp Quốc ông Trâm để dạy để giúp đỡ chúng tôi để con cuộc sống yên lành, đừng để đã đảng viên đã cầm sẵn trên tài sản của dân mà trên nhà an mà để chúng tôi nằm ở xa chợ thế này. Ông Trâm ơi, ông nghe rõ chưa? Ông giúp đỡ chúng tôi đây, đừng để dân chúng tôi khổ sở thế này. Ông cứu à, cứu lấy nhân dân chúng tôi, ông Trâm ơi. Tổng thống Trump. Tổng thống Trump. Qua bên kia ngồi nó thấy không nhá? Tổng thống Trump. Tổng thống Trump. Tổng thống Trump. Cứu dân Việt Nam. 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 Tổng thống
mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? 7 giờ chưa? 7 rưỡi nó đi. Nó không đúng rồi. Đúng rồi, đưa nó đi làm. Tôi đi làm. Đại sứ quán Hoa Kỳ. Nhân dân Việt Nam. Không làm được. Nó mã nó não nó buộc lại cho mình. Đây là cái gì mà không có những thần thần này. Thôi. Bà thay đổi mà. Bà thay đổi giờ đâu mà nó thay đổi. Mà thay đổi vậy là anh biết mà mình ấy là nó bỏ. Đồng thông trùm. Quân dân Việt Nam. Đồng thông trùm. Quân dân Việt Nam. Đồng thông trùm. Quân dân Việt Nam. Nhân dân chúng tôi quá khổ rồi. Nhân dân chúng tôi đến coi như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu Thủ tướng cứu là dân oan chúng tôi. Nhận Thủ tướng Chính phủ bao nhiêu năm rồi, Thủ tướng Chính phủ đã nhận đơn nhận trương chúng tôi. Tôi có cái giấy ngày 20 Thủ tướng ra trong văn ngày 29 tháng 7 2016 đến cho Bộ Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, dân bộ công an, thành ra chính phủ. Mà tại sao đến nay 4 năm từ 2016 đến nay chưa có cái cơ quan nào mà vào cuộc để giải quyết chúng tôi giữa cái đúng và cái sai. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắm mắt làm ngơ nhân dân chúng tôi, nhân dân Bình Định chúng tôi, như vậy nhân dân cả nước, nhân dân ba miền chúng tôi đến đại sứ quán cầu cứu đại sứ quán để cứu lấy dân Việt Nam. Bởi vì dân Việt Nam chúng tôi sống cảnh màn trời chiếu đất, không nhà không cửa, cho nên chúng tôi cứu lấy nhân dân Việt Nam chúng tôi, không thì cho nhân dân chúng tôi làm đơn trị nạn. Bây giờ nhân dân chúng tôi quá khổ rồi. Tổng thống Trump. 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 Bây giờ nhân dân chúng tôi không còn đường sống, bình cùng chúng tôi đến đây là mua mỗi người mỗi ni nửa lít xăng là lại đã tới thiêu tự thiêu thôi, đã không còn con đường sống nữa. Nhân dân chúng tôi là không còn đường sống, nhân dân chúng tôi hết đường rồi. Bây giờ đường cùng là nhân dân chúng tôi đại sứ, bây giờ nhân dân chúng tôi chỉ là tự thiêu thôi, tự thiêu trước đại sứ quán để cứu nhân dân chúng tôi thôi. Bây giờ nhân dân chúng tôi hết đường cùng rồi, các cái cơ quan nào cũng không có vào cuộc để giải quyết nhân dân chúng tôi. Đúng đại trí đồ này, đá nhân dân chúng tôi như cái banh. Ra tới Hà Nội, đá về tới địa phương. Địa phương về ra tới địa phương, đá ra tới Hà Nội. Ở địa phương nó hết trách nhiệm ra tới Hà Nội. Bây giờ ra Hà Nội thì đá về tới Trung ương, tới về địa phương. Như vậy thì nhân dân chúng tôi đi đâu, về đâu đây? Nhân dân chúng tôi thấp cỏ bé họng. Vì đất của ông bà, nhân dân chúng, đất của ông bà chúng tôi để lại. Chứ nhân dân chúng tôi không chiếm lấy. Mẹ nhân dân chúng tôi, thì bây giờ nhân làm cái gì cho ít nước quốc gia xã hội thì riêng bản thân tôi cống hiến cho đất nước, bản thân tôi mồ hôi nước mắt cũng cống hiến đất nước, thì bằng mình đất chúng tôi cũng cống hiến cho đất nước. Mà tại sao cán bộ đảng viên đang cộng sản không thực hành để góp đất của tôi, bắt gia đình chúng tôi mất 4 giờ sáng 3:30 đến 4:10 bắt tôi đi nhốt góp đất của nhà phân lô bán nền cho đảng viên đang cộng sản, như vậy thì đất nước này về đâu? Đất nước này về đâu, nhân dân chúng tôi về đâu? Mà tại sao Thủ tướng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân không quan tâm đến? Đâu quan tâm ở đâu? Tại sao đảng viên đảng cộng sản các tỉnh đi cướp đất cướp nhà nhân chúng tôi mà không xử lý? Đó nhân dân chúng tôi như khổ sở như thế này, dân chúng tôi sống cảnh màn trời chiếu đất. Đầu đường xa cho anh đây, đầu đường này có chỗ kia. Mà tại sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không quan tâm đến, không giải quyết nhân dân chúng tôi? Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tại sao như vậy?
Ôi, nhưng bản thân tôi cũng đi hy sinh cho đất nước. Mẹ gặp của tôi như vậy đến phân lo bản thân. Chính quyền gia đình và cộng đồng mạng. Bây giờ nhân dân chúng tôi đến đây là coi như là thủ tướng dân Trung Quốc, tổng bí thư dân Phú Trọng. Bà ngon không quan tâm đến một người dân chúng tôi. Bên đây dân dân chúng tôi đến đại sứ quán Hoa Kỳ cầu cứu tổng thống Trump được cứu lấy dân Việt Nam chúng tôi. Dân Nam Việt Nam chúng tôi rất là phục vụ. Chính phủ Việt Nam đã đảm bảo cho hơn 20 năm không có mặt người chiếu đất nằm ở vì hè mua thì nhập cơm không có ăn, còn nó có mùa đông cũng như mùa hè rất chịu rất cùng cực. Bản thân chúng tôi là những người cha người mẹ nên kêu oan cho con chúng tôi là cuối cùng Nguyễn Văn Chưởng, Hồ Chí Hải, Lê Văn Mạnh không phạm tội giết người vì án tử hình oan là 14, người thấp nhất là 14 năm và người cao nhất là 16 năm. Nguyễn Văn Chưởng năm nay là 14 năm, Lê Văn Mạnh là 16 năm, Hồ Chí Hải là 13, 14 năm mà không được giải quyết thấu đáo. Chúng tôi là những người dân mong muốn nhà nước Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam thực thi đúng hiến pháp và pháp luật đã ban hành để nhân dân chúng tôi có quyền được làm người như mọi công dân khác. Kính mong đại sứ lên đây cùng nhờ đại sứ quán Hoa Kỳ cũng như cộng đồng mạng chia sẻ cứu giúp chân oan Việt Nam chúng tôi mất người, mất đất, mất nhà, mất tài sản cùng cực mùa đông cũng như mùa hè lê lết ở phố xá góc đường để được kêu oan từng ngày từng giờ. Mong được mọi người chia sẻ cứu giúp chúng tôi, cứu giúp dân oan Việt Nam. Hãy mong mọi người cứu giúp dân oan Việt Nam chúng tôi thoát khỏi cảnh ám ức tàn tệ hiện nay. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi là Nguyễn Thị Kim Thu, dân quan tỉnh Bình Dương. Thì tôi đi đòi công lý cho con trai tôi. Chính quyền xã huyện, công an xã, công an huyện đến bắt con tôi. Không có một giấy tờ, tôi đã kêu quan 20 năm mà hôm nay không giải quyết cho tôi. Mà chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương báo cáo láo nó thanh tra Bộ Công an số 3 Nguyễn Thị Hiền quyết định đã giải quyết rồi. Kính thưa cộng đồng trong nước và ngoài nước, xin cộng đồng hãy ủng hộ cho tôi có một số tiền để tôi ăn chờ công lý. Số điện thoại tôi là 0038 9730928. Là một dân quan, một gia đình đi đường 20 năm để chờ công lý mà hôm nay chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm lạm dụng chức vụ quyền hạn sửa hồ sơ để báo cáo thanh tra Bộ Công an theo quyết định số 4048 ngày 8 tháng 10 2001. Hôm nay chủ tịch Ủy ban nhân dân sửa lại thành ngày 8 tháng 1 2001. Như vậy là xã hội ưu việt, công bằng, dân chủ, văn minh. Đằng này chính quyền tỉnh Bình Dương là Trần Thanh Liêm, nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Thanh Liêm lạm dụng chức vụ quyền hạn sửa hồ sơ, yêu cầu trong nước và ngoài nước hãy ủng hộ cho tôi một số tiền để ăn uống để ngồi chờ công lý. Tôi xin cảm ơn nhà cộng đồng trong nước và ngoài nước, xin hết. Tôi là Võ Thị Sáu, ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, chủ tịch Nguyễn Nhân Viên, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Cướp đất, cướp nhà của tôi 13.200 mét, giờ tôi không có nơi ăn chốn ở. Tôi xin nhà cộng đồng ráng giúp giùm tôi, cho tôi trả lại chỗ ăn chỗ ở của chủ tịch Nguyễn Nhân Viên tham nhũng, phải xử lý dưới cách cho gia đình chúng tôi có nơi ăn chốn ở. Tôi xin chân thành cảm ơn cộng đồng. Tôi là Bùi Thị Hương, ở Quy Nhơn Bình Định. Tôi có một số việc nhờ ông Trump giúp đỡ cho tôi để có cuộc sống yên lành. Đất của chúng tôi là có nguồn gốc là ông ngoại chia cho, và căn cứ là cái chế độ có chế độ cũ là ông Bảo Đại Nguyễn Lâm đã ký và đã mọc cho tôi. Không biết vì lý do nào mà đất của tôi là cái tội gì, chúng tôi cái tội gì mà chính trung ương để đảng viên đảng cộng sản là căn cứ đất của chúng tôi đi và nói bảo rằng là đất tôi không căn cứ không nguồn gốc, thì tôi xin hỏi thì chính quyền lấy đất của tôi đem đất người khác để chia nhau thì có căn cứ gì, nguồn gốc gì mà tự nhận đất như vậy, là một chính thể như vậy độc tài phát xít, đó là coi dân chúng tôi như cỏ rác. Chúng tôi là người dân lương thiện, không ăn trộm, không ăn cắp, không buôn dân bán nước, không bán xì ke ma túy, thì lý do nào mang khắp đất của chúng tôi để làm riêng trong có bọn thanh nhũng là đảng viên đảng cộng sản như vậy, có đúng không thưa ông
Trump, Tổng thống Trump giúp đỡ cho dân Việt Nam chúng tôi có một cuộc sống yên lành, để dân chúng tôi khổ sở, đừng để dân chúng tôi nằm lừa xóa nhở. Mong cầu ông giúp đỡ chúng tôi rất nhiều là mà cảm ơn nhiều lắm. Tôi là Nguyễn Thị Việt, quê ở Thanh Hóa, là mẹ của tố tù Lê Văn Mạnh. Hiện nay con tôi đã bị án oan 16 năm trời. Thân giả như tôi suốt ngày lò mò đi kêu oan cho quân khắp các chỗ đường, từ cấp dưới lên cấp trên, nhưng đến nay đã 16 năm nhưng chính quyền Việt Nam vẫn không giải quyết cho quân tôi. Thậm chí đến nay 15 còn có cái lệnh cho gia đình như tôi có làm đơn nhận xác không để thông tin quân tôi đi để bịt đầu mối. Cho nên hôm nay tôi đến đây trước cổng đại sứ quán Hoa Kỳ Việt Nam, tôi cũng xin kính mong ông lên tiếng cứu giúp con trai tôi để cho thoát khỏi cái ngục tù con trai, và cho các nhân già của tôi khỏi phải đi kêu cứu khắp các thứ hảo lãnh này. Mong ông được giúp đỡ đến bản thân gia đình của tôi. Bây giờ xin được cảm ơn. Coi như nhân dân chúng tôi là đủ mặt, nhân dân chúng tôi đội đơn có các cái cơ quan văn phòng có văn phòng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến văn phòng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tố cáo hành vi các cái chủ tịch các tỉnh để cướp đất cướp nhà cho nhân dân chúng tôi. Các cái văn phòng quay live stream cho xã hội thoải mái, nhưng bác nói đúng. Bây giờ về đây không có quay, con làm gì? Không, con không quay làm nhiều, con làm phải đi quẹp vô tạc con vào đây. Bây giờ là coi như là văn phòng chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đơn tố cáo chủ tịch các tỉnh, lãnh đạo các tỉnh đã cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi, mà tại sao là các cái văn phòng nhân dân chúng tôi, đơn trương nhân dân chúng tôi đã gỡ biết bao nhiêu năm là mấy mấy năm nay rồi, không xử lý nhân dân chúng tôi, không xử lý hành vi cán bộ đi cướp đất của dân, không xử lý. Ngày hôm nay chúng tôi đến cái đến đại sứ quán này, cái kêu gọi đại sứ quán Hoa Kỳ để cứu lấy dân Việt Nam chúng tôi, không thì cho dân chúng tôi để trị nạn. Bây giờ nhân dân chúng tôi sống cảnh bằng trời chiếu đất, không có còn con đường sống nữa. Thì chúng tôi đã đến đây, chúng tôi xin tị nạn. Ai cấm nhân dân chúng tôi? Mà ai cấm nhân dân chúng tôi đâu? Cứ nhân dân chúng tôi đi tị nạn. Đi qua đường bên kia đứng. Đi qua bà con. Cứ nhân dân chúng tôi đâu? Nhân dân chúng tôi cáo mang đơn, đội đơn đến các văn phòng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, văn phòng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, chúng tôi gỡ đơn tố cáo cái hành vi chủ các lãnh đạo các tỉnh đã cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi, sạch trơn chết sạch cướp bình đêm đi con. Ở đây để ở đây là chúng tôi đứng đây là chưa có vô được trong kia, chứ vô được chưa vô hai nhân dân chúng tôi nhiều giờ sống cảnh bằng trời chịu đất, quá tội ác, tội ác đáng biên đáng cầm sáng, quá tội ác thì cướp bên nhân dân chúng tôi. Các cư dân kêu đi lên ảnh hưởng bao nhiêu con người rồi. Đấy, cùng em ảnh hưởng bao nhiêu người. Bác quay mạng xã hội thoải mái mà, quay cho bác quay đâu. Không, cô không quay con dây, nhưng mà con quay cái dân con của cô. Con không quay những người. Đúng rồi, quay cô thì cứ quay cô đưa lên. Thầy, người thật việc đó. Chúng tôi đây là người thật việc đó. Đi qua bên này. Đi qua bên này. Bây giờ quang đường là nguy hiểm ra. Bây giờ đón xe hát để con qua bên đây, cô đứng đây. Sao con vô rồi, cô hãy đứng trong này. Bây giờ cô có cái chỗ này. Cái chỗ này là chỗ Liên Hiệp Quốc. Không. Để giải quyết cái dân mình đến, để dân Việt Nam chúng tôi. Đâu. Bây giờ nhân dân chúng tôi được quyền tự do đứng đây. Nếu là nhân dân chúng tôi mất quyền tự do thì trả lại cái tự do nhân dân đứng đây. Nhân dân chúng tôi không mất cái tự do. Nhân dân chúng tôi được quyền tự do đứng đây. Nếu là nhân dân mất chúng tự do là đuổi nhân dân trong đây là các người cũng mất tự do luôn. Còn xe này đậu đây, chúng tôi đứng ăn xe thôi, cái xe này đậu đây. Cơ quan chức năng, nhưng mà cơ quan chức năng đứng được thì dân chúng tôi đứng được.
Các ông mà đừng có đuổi, các ông mà đừng có đuổi nhân dân chúng tôi được quyền tự do, cũng được quyền các quyền con người, chứ tại sao nhân dân chúng tôi mất cái tự do mà mất quyền cả cái quyền con người luôn? Hử? Đây đây đi được thì nhân dân chúng tôi đi được, đứng được, được quyền đây, được quyền đứng, được đi tới đi lui, tại sao nhân dân chúng tôi mất quyền con người chứ tao mất quyền đi rồi với tôi? Đây bây giờ xem vào đây, chúng tôi xem vào đây đứng. Nhân dân chúng tôi là được quyền. Hôm nay chúng tôi nếu mà nhân dân chúng tôi mất cái tự do, nhất quyền con người, nhân dân chúng tôi đến đây cầu cứu đại sứ quán. Đại sứ quán. Cứu lại cái tự do nhân dân chúng tôi, mất quyền con người, mất cái tự do rồi. Tại sao các người dân đã được tự do? Bác ơi, nãy giờ chú cháu một cô bác hai cô cháu bảo chú cháu là thằng thằng nào? Không, thế thì cô thiên cô pháp không được bác ạ. Tất cả thiếu toàn dân được. Thế thì không được. Chú cháu cũng là nhân dân đây. Chúng cháu được đi bầu cử đây. Bây giờ đất nước Việt Nam thì ai có người làm cái gì chiến đấu? Nhà cháu là hai chữ mà. Đâu cháu cũng là quyền lợi chứ cháu không đòi quyền lợi đâu. Đây chỉ là quyền lợi của bác thôi. Đây chỉ là quyền lợi của bác thôi. Bác đừng lập lờ đánh lận khái niệm như thế. Quyền lợi của bác, quyền lợi của bác. Tới đằng kia là tôi kêu gọi ai được nghe đâu. Đứng đây là người ta được thấy, được thấy. Bác quay trên mạng xã hội thì người ta xem thấy rồi mà. Bác lên kiện cháu chỉ cho bác tài khoản mạng xã hội của Bộ Ngoại giao Mỹ cho, của Tổng thống. Cô không biết, cô không kia đang có dùng, nó già cả rồi. Không có biết dùng người đó đâu. Nhưng mà cô là biết quay trực tiếp trên mạng xã hội. Bây giờ cô có quay trực tiếp công khai vậy thôi. Cô có quay trực tiếp công khai. Những người quen say, quen ức, người ta chia sẻ, tôi giúp đỡ. Còn những người mà đi cướp đất cướp nhà của dân là chỉ thẳng mặt luôn. Tại sao đi cướp đất cướp nhà của dân? Đấy. Cái người cười là coi như cô quay đây là công khai. Không có giấu giếm gì hết. Cô đâu có làm gì giấu giếm. Cô công khai. Cô người ta bình luận lên. Người dân đúng hay là cán bộ đảng viên đi cướp của dân là đúng. Đấy. Cô xem những người bình luận ở nước nào? Không, cô không biết ở nước nào. Cô không có biết được anh tiếng gió gì đâu. Cô là người già cả rồi. Cô chỉ đi làm cho cô thôi, để mà tiếng nói lên, để tiếng nói lên, để mà chính quyền địa phương tỉnh bình định. Không thể lấy sự già cả, lấy sự bất mãn hoặc lấy sự mâu thuẫn của cô để chấp hành luật như thế này được. Bây giờ là coi như tỉnh bình định. Bây giờ là cháu mời cô lên vỉa hè đứng. Bây giờ tỉnh bình định. Đây là con vỉa hè. Là coi như là tỉnh bình định để mà
chỗ này là không có tai nạn giao thông. Nếu bây giờ có tai nạn các cô không gọi công an, cô gọi ai? À, nếu bây giờ có tai nạn thì ai chịu nhiệm? Các cô chịu hay ai chịu, hay là công an lại chịu? Tôi đây là làn xe buýt nhanh, tức là làn xe buýt đi tốc độ cao không dừng. Tôi đứng ở đây. Tôi có cái cây khối ở đây dặn ông ba miền. Tôi dùng dặn cho ba miền. Tôi dặn ông ba miền, tôi đâm ra cho anh không có mặt mà cãi. Không chứ không nhân dân. Mời ba miền lên kia đứng đi. Mà đứng lên đường đi. Chả tham nhũng đâu, tôi cháu đang làm nhiệm vụ thôi. Tôi cháu có làm gì các bác đâu. Các bình tĩnh và các bác đứng lên trên vỉa hè đi. Đúng rồi, đúng rồi, các bác đứng lên trên kia. Các bác đến đây là quá nhiều lần, bác chưa hiểu bản chất vấn đề là như thế nào rồi. Các bác làm khổ cư cơ quan chức năng, ảnh hưởng cơ quan ngoại giao, cơ quan chức năng, cơ quan chức năng thì nếu bây giờ đây bây giờ là nhân dân chúng tôi đã gỡ cho đơn đã tố cáo, tố cáo cho hành vi lãnh đạo cho chúng ta tỉnh Bình Định, chủ tịch các tỉnh đã khuất tất trong nhà, thì nhân dân trong chúng dân chúng tôi cũng gửi nhiều lời cho các em rồi, thì các em hãy báo cáo về chủ tịch các để mà giải quyết dân chúng tôi sớm đi về, sớm đi về để giải quyết nhân dân chúng tôi, không nhân dân chúng tôi không bao giờ đến đây nữa, thêm coi như tại sao đơn chúng tôi cũng có tới tố cáo cho hành vi cán bộ đi cướp đã cướp nhận chúng tôi mà tại sao đưa đơn các em mà các em không báo cáo với lãnh đạo, không báo cáo lên để mà. Đây là đời chứ tổng thống thứ mấy của Mỹ rồi. Cô không biết, cô ở đây là cô dân ngu. Ở đây là cô dân ngu khu đen. Rồi, đúng không? Cô bảo là đây cháu nói cho cô biết nhá. Cô đến đây hàng chục năm rồi. Không, cô chưa có hàng chục năm. Cô không có hàng chục, cô bắt là từ 2015. Bây giờ cô đây là 2015 đến đây. Đấy 2015 đến đây cô không chưa đến đến cuối cùng cô mới đến đây. Tức là hai đời tổng thống rồi. Lên cuối đường lên trên mã anh vô anh vô thôi chứ không là làm thế này, không phải làm thế là anh vô đó anh xin hai cái công đó là anh đi làm việc của anh đi cho anh là vô là cái gì giờ em đi nữa là công cán người kia là công ty trong việc ngoài chứ đâu bây giờ đi như này thì xuống công khối không mất tiền. Đúng rồi, bây giờ lại đây anh đi xe ôm lại em cho tiền xe không đi xe đi không. Anh đi xe Việt Nam. Có clip đây. Bác cho bạn đi xem đang biểu tình bên đấy đây. Cho nói đúng không? Nào tôi bắt được gió làm gì tôi đây. Bác lên mạng xem đi. Anh Dinh ơi, Nguyệt ơi. Hả? Nguyệt thằng đi luôn anh, Nguyệt đi luôn anh. Thôi. Bây giờ mình đứng đây chờ ông chủ tịch tỉnh Bình Định ra đây giải quyết rồi về. Dân chúng tôi là quá khổ rồi. Quay ông đã sao ông không qua bên đây mà đi xe buýt nhanh ta? Ông đi bộ cũng được. Ông lên ông làm cái thế xe buýt. À, cái thế mà miễn phí đấy. Chứ ông đi nào mà lo. Ông biết đi mà. Ông
dân bác mà lo cái đường đi cho ổng trời. Để nhân dân chúng tôi coi như là đi ăn cướp của dân là sao? Tại sao cướp của dân? Con cướp của bác đâu? Tôi không nói lãnh đạo, chú bộ đội và công an không cướp của dân. Bên ngành hành chính ăn cướp của dân là đảng viên đảng cộng sản ăn cướp của dân. Chúng tôi mới ra như thế này. Nếu như không có ăn cướp của dân thì chúng tôi ra để làm gì? Bắt gì hả? Phải không? Như vậy ai đã tạo cái sự khổ chúng tôi và sự khổ của mấy chú nữa? Như vậy là ai đã tạo? Mà chú còn bao che cái bọn thanh hữu là sao? Đó là đàn chú đi mà chúng tôi lại chúng tôi đây là đây đấy chúng tôi mà là bao che sự khổ sự gì đây như vậy thì chúng ta là mấy chú bao che bọn tham nhũng nhưng mà bây giờ bao che cho tôi dân. Cô đồng ý là mấy chú bị hoàn cảnh, cháu đồng ý là bác mấy chú là đồng cảnh hoàn cảnh. Nếu chú không làm như vậy thì chú mất lương mất số gạo tôi vẫn biết, nhưng tôi không bao giờ tôi làm mấy chú vì sao vì hoàn cảnh mấy chú vì mấy chú vì hoàn cảnh đó mà chú vì... Thì có để người dân chúng tôi quá đáng đi. Đâu có làm gì đâu, có đáng đâu. Hết sức nhanh nãy giờ. Anh em vẫn làm bình thường. Đuôi. Ai đẩy? Đó, hồi nãy giờ đẩy là tôi mới đâu đẩy. Đâu? Thì chú không đẩy người khác. Bác quay clip từ nãy giờ cháu đẩy. Thì chú không đẩy người khác đẩy. Đúng không? Bác nói tiếng luôn. Cũng hấp cái mũi này kìa. Mày có đúng không? Không có đúng. Chú ngay trên đó này thường thường ngay trên đó. Như vậy tôi và chú thường kìa. Là đi lên đất Việt không thể hình nào đi người Việt thôi, đi lên đất Việt là người nước ngoài phải giải quyết cho mình. Đúng rồi, đây là Liên Hợp Quốc, nước Việt. Người Việt, người Việt đi lên đất Việt mà tại sao người Việt mà đứng đây là không cho chúng tôi đứng? Người Việt đi lên đất Việt mà tại sao người Việt không cho tôi đứng mà người Trung Quốc nó đứng mà chúng ta xem vậy? Hả? Người Việt đất Việt, người Việt đất với vô Việt mà sao không cho cái đất người Việt đứng đây? Mà tại sao Trung Quốc qua thì đất thằng thân đất nước mà tại sao đất Trung Quốc nó qua? Hơn 100 tổ chức mà không có theo cháu thì các cụ nên sang Mỹ ở. Đúng rồi, tôi không cho cái cháu đi liền. Lại nhầm, có ai cấm bác đi đâu? Không cấm. Không ai cấm. Đâu. Không tiền, không tiền. Không tiền, không tiền. Tôi đi nè, tôi là đi đi nè, mà không cho tôi đi nè. Bảo là trên đám một tuổi không được đi nè. Tôi đi là đi du lịch mà không cho tôi đi nè. Sao lại không ai không cấm? Vậy là coi như tôi không có tiền. Bây giờ tôi không tiền, tôi không đi được. Vừa rồi Covid. Covid không biết không phải Covid. Bác bảo vừa rồi Covid đã. Thằng tham nhũng, mấy cái thằng bao che tham nhũng. Covid bị chết tới, nó chết hết trước bây giờ nè. Năm 19. Nhân dân chúng tôi đến đây coi như là đây là coi như công an tôi nói là coi như đứng tràng khăn chán trở không cho nhân dân chúng tôi đứng trước cái cổng đại sứ quán. Chúng tôi qua bên đây đường còn đuổi nhân dân chúng tôi không đây nữa, đã giết đã chết trên đây bắn chết nhân dân chúng tôi cũng chết tại chỗ đại nhân dân chúng tôi không đi nữa. Đến nay nhân dân chúng tôi là đến đường đường cùng rồi, nhân dân chúng tôi bởi vì ngoài vỉa hè ngoài trời màn trời chiếu đất nhân dân Việt Nam ba tự sáu tỉnh miền Tây của gia đình chúng tôi mất nhà mất đất vì cái bọn tham nhũng đã đảo chủ tịch Nguyễn Nhân Duyên huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long tham nhũng cướp đất gia đình tôi 13.200 mét đất đã đảo chủ tịch Nguyễn Nhân Duyên huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long vợ Bùi Thị Mạnh làm hồ sơ giả cho người ta ở tù mà chủ tịch Nguyễn Nhân Duyên sống ăn cướp đất của dân. Bây giờ nhân dân chúng tôi coi như là đơn tố cáo quan tham tà quyền các tỉnh đem tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúng tôi gửi đến bà Nguyễn Thị Kim Ngân biết bao nhiêu đơn rồi tại sao mấy bà đã không có mẹ hàng ngày không xử lý những cái mà cán bộ cướp đất cướp nhà của dân mà không xử lý mà nhân dân chúng tôi hàng ngày đi đến các cái văn phòng Thủ tướng Chính phủ ở
đến văn phòng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đến cái văn phòng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, kêu Vũ Xuân Dân Phúc là coi như là mà đến đại sứ quán Mỹ cũng không giải quyết. Thì em có nói coi như là cái ta quyền các tỉnh đi cướp đất cướp nhà của dân chúng tôi. Mà tại sao các cái cô văn phòng, cái cô quan, các ông các bà Kim Ngân, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Tô Lâm không vào cuộc để điều tra, để giải quyết nhân dân chúng tôi. Cho nên dân chúng tôi đi được con đường cùng, nhân dân chúng tôi đến đại sứ cầu cứu đại sứ quán Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng thống Trump để cứu lấy dân Việt Nam chúng tôi. Bởi dân Việt Nam thì quá khổ, sống cảnh mạng trời dưới đất, không nhà không cửa, không đất không đai, do ai cướp? Do đảng viên đảng cộng sản Việt Nam đi cướp nhân dân chúng tôi. Chủ tịch quyền mà không làm sai để bảo vệ nhân dân. Đứng cái bà ngồi này làm sao người ta nhìn thấy biển đó? Đứng lên, còn nắng nữa cơ. Này người ta nhìn cũng thấy à? Sao đó? Kéo cao biển rồi cũng chưa. Giờ mấy giờ rồi? 8 giờ rồi. Hai chị đi đến 12 giờ chưa? Không, đi tới tới đã tới tôi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Không, nó hỏi mình trả lời. Chứ nó cũng là người Việt của mình, đâu phải người Trung Quốc đâu mà không biết nó trả lời. Thì dân chúng tôi đứng đây cầu xin, cầu cứu Tổng thống Trump đã cứu lấy. Rồi chúng tôi đến đại đến tổng đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cầu cứu Nguyễn Xuân Phúc. Tại vì cán bộ đảng viên đảng cộng sản các tỉnh đã cướp đất cướp nhà chúng tôi, tại sao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không xử lý, không giải quyết nhân dân chúng tôi? Chứ chúng tôi không có làm gì. Cháu hỏi thì trả lời thôi. Thôi bây giờ chúng tôi đứng đã vài phút nữa chúng tôi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đến bà Nguyễn Thị Kim Ngân, đến coi chủ tướng Tô Lâm, yêu cầu tướng Tô Lâm thi vào cuộc điều tra cái đoàn liên ngành, điều tra liên ngành thấp rồi bây giờ điều tra cán bộ đi cướp của dân, phải trả lại cho dân, đừng đưa dân đau khổ như thế này đấy. Nào giải tán đâu. Chứ không biết dân giải tán đây, chứ làm cái leo gì. Lui thì lui á. Bác xem mới buổi tối thứ 6 đấy, bao nhiêu cán bộ bắt không bằng. Bắt gì mẹ nó, thằng nào bắt. Đấy, bắt lại kẹt rồi. Bắt hết. Tôi à. Bắt mà coi như là dân á, dân á thì lấy cái bánh mì ở tù 18 tháng, dân tôi lấy cái ổ bánh mì ở tù 18 tháng, cán bộ cái cướp của dân hàng tỷ, mà trả thù tù treo là sao, cán bộ những cướp kìa, cái hàng tỷ của dân, mà đưa ra cho để tù treo, còn cán như dân thì ở tù 17-18 tháng, cầm bánh chỗ nào, bánh mì chỗ nào, phải đáng gì đáng bao chia với nhau không? Đầy đủ cái gì? Đầy đủ là để đảm cho đảm cướp lắm cái chùa ở trước. Theo các bác, chủ các bác đúng rồi thì bác không tin ai đúng không? Không tin, không ai đúng rồi. Không bao giờ không tin. Bây giờ chúng tôi không tin là đúng rồi. Các bạn đúng đấy. Đừng có nhận gì tham nhũng đó, phải nhìn cái gì tham nhũng làm. Bác hãy nhìn những gì công an thành công làm với các bác nhiều năm nay rồi. Công an lại bảo kê tham nhũng. Đó bảo kê đó. Đúng rồi. Đàn áp chân. Đàn áp đâu. Đây tôi nói chung nghe, công an còn ác tham anh của dân cả. Phải không tôi? Đi ông. Đáng lẽ là anh của dân. Đừng nói ra. Đừng nghe những gì tham nhũng nói. Hãy nhìn kỹ những gì công an thành công đã. Thằng nào? Thằng nào? Đã làm. Thằng nào? Ai là thằng? Bác thì dạy ra đi. Thằng chứ không phải là cái con. Thằng nào? Ai là thằng? Thằng nào? Ai là mày? Tôi là tôi. Ai là thằng nào? Thằng nào? Tôi là tôi. Đại bà nói lộn, đừng nghe những gì tham nhũng nói. Hãy nhìn kỹ những gì công an thành công đã bảo vệ một người dân. Đấy. Chú là nghe nói không? Đứng nghe những gì.
giống nó trên đây mà nhìn những cái nhân gì công an thành công đã bảo vệ nhân dân ông ba miền. Bác bảo cháu là mày, bác bảo cháu kính trọng bác ý à? Chú thấy không? Bác chửi cả nhà cháu, cháu kính trọng bác ý à? Ông cháu sinh năm bao nhiêu? Bố cháu sinh năm bao nhiêu? Và nhiều người khác thế. Bà cháu bằng cháu, bằng con, bằng chú, bằng bằng thằng, bằng mày. Bây giờ chú hỏi chú này. Thằng thì phải tôn trọng mà. Thật sao? Đây là xã hội. Bác chửi cả nhà cháu. Chú nói này, nghe này, nghe. Nè, bây giờ chú phải tôn trọng người này à? Ừ, chú nói chú tôi nói chuyện với chú là cái thằng chú tôi đàng hoàng. Thế thì tại sao chú là không tôn trọng chú mà chú cháu rất tôn trọng, cháu có đủ đâu. Bác quay phim từ này bây giờ. Mấy giờ rồi? Sợ nó ngã rửa cô tí xíu thôi. Trong khi trước sống là chào mà từ đâu nó sợ nó ngã. Thú chung tí xíu thôi. Không có sợ con làm gì. Mà trong khi cái chân nó đau bước xuống hay dựa một tí thì nó ngã xuống đường. Sợ nó ngã xuống đường thôi, không sợ con làm gì. Cái chân nó đau nè. Thì nhiều như đứng đường trong khi tới mà mình dựa cái tư thế mình xuống mình sợ nó ngã thì chụp được cái tay nó. Ồ trên này. Không là coi nhân dân chúng tôi coi là đến đây coi như là công an để mà ở trong chúng tôi làng lát khi gây sự cố chúng tôi nhân dân chúng tôi coi như là nhân dân chúng tôi thấp cổ thế đến đâu cũng đuổi thôi còn nói tiếng mày không được làm gì nữa hả? Người dân thì đi đi, đừng đứng đây. Nếu người dân ra không, tôi đi ra chỗ cũ. Người dân cứ đi. Nhân dân chúng tôi xin cảm ơn mọi anh chị em đã chia sẻ. Nhân dân chúng tôi xin cảm ơn chúng tôi đi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Xin cảm ơn mọi người.